Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Pham Lược Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình làm video này á, tại vì mình muốn là tổng kết lại là trong năm 2013 vừa rồi á, mình đã mua những cái camera với ống kính nào. Đây, thì đây là những cái ống kính mà hiện tại mình đang sở hữu. Mình bắt đầu mình mua con camera đầu tiên á, là A7 Mark III khoảng tháng 7 năm 2023, tới giờ là khoảng 5 tháng rồi. Mình thay đổi rất là nhiều tại vì á, cái dòng camera này các bạn, thì khi mà mình mới mới tập chơi á, mình không có biết là mình là nên mua cái gì hoặc là nên mua cái ống kính gì phù hợp với mình, tại vì mỗi người có cái mục đích khác nhau. Ví dụ như đợt vừa rồi mình về Việt Nam á, thì mình có đi đám cưới thằng em mình, thì mình thấy đa số Việt Nam mà thợ chụp hình á, thì người ta sử dụng cái ống kính nhiều là 24-70. Cái tiêu cự này thì rất là phổ biến, có thể chụp những cái bàn tiệc mười mấy người cũng được, hoặc là chụp chân dung thì người ta để lên là khoảng tiêu cự 70 để chụp chân dung thì rất là tiện. Đây, hiện tại mình đang có một con là cho cả nhà cùng xem 24-70. Đây, không biết cả nhà thấy không? Đó, 24-70 G Master, cái đó là cái chữ mà G đỏ nè. Đó là cao cấp. Đó. Này là phiên bản đời 2 nha cả nhà. Đó, không biết nó lấy nét, là sợ lấy nét khuôn mặt của mình nè. Đó, mình đang quay bằng con camera A7R5 với lại cái lens là 50 1.4. Đó, các bạn thấy không, cái lens 50 1.4 á, cái background đằng sau mình nó xóa phông mù mịt luôn, chỉ thấy được cái mặt mình thôi. Bởi vậy mình muốn để cái sản phẩm nào lên đó thì mình phải phải dí 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 che cái mặt mình đi thì nó mới lấy được. Đó, các nhà thấy không? Đây, thì cái lens này mà đợt về Việt Nam mình chụp cũng khá nhiều, cực kỳ nét nha cả nhà. Cái lens này á, mình mua á, là khoảng 1.800 đô, là mình mua cũ á nha. Thì mình thấy cái con lens nó ok, nó rất là đa dụng, nhưng mà nó không phù hợp với mình. Mình thì chỉ chụp là chân dung gia đình, vợ mình hoặc là con cái này nọ thôi. Thì mình thấy cái lens này thì mình bỏ ra 1.800 đô để mua cái con lens này thì nó hơi phí, nên mình quyết định sẽ bán con lens này đi và mình sẽ mua một con lens khác tiêu cự cũng gần giống như vậy, nhưng mà giá nó khoảng 500-600 đô thôi, để chụp chụp giống như mình đi dã ngoại mình chụp thôi đó. Còn chụp chân dung á, thì mình có một con lens khác. Đây, thì cũng cũng có người mua con lens này của mình rồi, ngày mai mình sẽ bán nó đi, nên mình mới quyết định là quay cho cả nhà xem. Cái con lens này rất là ok. Đây, cái nó sử dụng cái phi này là phi 80-82, các bạn biết rồi, Sony mà cái máy camera Sony mà sử dụng mà lens Sony nữa thì cực kỳ nét. Con này nó nét dữ lắm, nó đẹp lắm. Nhưng mà mình thấy bỏ 1.800 mà thì nó hơi hơi phí với gì với mình. Nhưng mà mấy những người mà người ta chụp chuyên nghiệp, chụp kiếm tiền, chụp sản phẩm kiếm tiền nè, chụp beauty nè, hoặc là chụp phóng sự cưới này nọ, những cái đám tiệc á, thì người ta sẽ mua cái con này thì ok, hợp 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 tình hợp lý hơn. Còn mình là chỉ là chơi đam mê thôi, nên mình sẽ bán con này đi. Đây, đây là một con. Mình sẽ để đây. Đây. Đây là con thứ hai. Con lens thứ hai mà mình hiện tại đang có. Thì cái con lens này á là con lens 70-200. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Chỗ này nè. Đó, 70-200 GM2 luôn nha. Mình sử dụng GM2 không, tại vì mình đam mê á. Con này á, mua mới là tới 2.800 đô, mình mua được giá rẻ khoảng 2.200 đô thôi. Đó, nên mình con này mình sẽ giữ lại mình xài nha. Đó. Mình sẽ giữ lại mình xài, tại vì con này á nó có tiêu tự từ 70 tới 200, là chuyên dùng để chuyên chụp chân dung luôn. Những chân dung là nửa người nè, hoặc là nguyên người cũng được, hoặc là mặt cũng được. Rất là đã, rất là nét, nó nét từ trong tâm nó nét ra tới ngoài rìa luôn. Có những cái ống kính đó các bạn, như là Sigma á, thì nó nét ở chính giữa thôi, ở ngoài bốn góc, như là bốn góc chỗ này nè, đó nó không có nét, nó sẽ bị mờ. Còn cái con GM2 hai hai con này luôn, nó nét dữ lắm, nó nét từ ở trong chính giữa ra tới ngoài luôn đó. Nhưng mà con này á, nó là đặc biệt, nó là zoom, mà là nó zoom trong, khi bạn zoom nó không có thòi thụt cái đầu này ra đó. Đây con này à, đó 24-70 nè, các bạn thấy không, khi mà mình zoom á thì nó thòi ra đó, đó cả nhà. Thì á
Đối với những người mà chụp ảnh đó cả nhà, thì hai con lens này nè, đây hai con lens này mà kết hợp với nhau á là điều mơ ước, điều mơ ước đó. Xin lỗi nha, hôm nay á mình quay tại trong phòng của mình nó nhỏ, nhưng mà cái ống kính này của mình nó 50, nó không có lấy hết được đó, nên nhiều khi bị mất mất đầu chỗ này chút xíu, cả nhà thông cảm. Bây giờ đang là 2 giờ đêm á cả nhà, tại giờ mình mới Việt Nam qua chợ là mới giờ. Hồi trưa á, lúc mà 1-2 giờ trưa á, mình nghĩ mình sẽ nằm ngủ chút xíu thôi, khoảng 5-6 giờ chiều mình dậy á, là vừa ngủ một hơi tới lúc tới 12 giờ đêm luôn đó. Bây giờ không biết làm gì mới lôi cái máy này ra quay về cả nhà xem đó. Nha, đây là một con Samyang 35-150, cũng rất là đa dụng nha, chụp là từ nhà đến trường luôn đó. Đây nè, đó con này thì mình mua rẻ, tại vì mình thấy rẻ mình mới mua, chứ thật sự mình có hai con kia rồi mình sẽ không nghĩ đến mua con này đâu, tại vì cái giá gốc của nó là khoảng 1.100, 1.200, nhưng mà người ta bán 700 mà mình thấy rẻ nên mình mua luôn đó. Con này thì cái chất lượng tất nhiên là không bằng hai cái con vừa nãy rồi, nhưng mà nó ok. Đối với mình thì mình chụp gia đình á, mình không cần phải chất lượng phải xuất sắc lắm đâu, ok là được, nhưng mà rẻ, nhẹ, nó nhẹ tiền đó. Đó là ba con len hiện tại mình đang có, với lại một con len mình đang quay nữa. Thì mình con đang quay rồi thì 50 1.4 rồi, thì con đó để mình dùng chụp hình ban đêm ở cả nhà, tại vì nó tiêu cự 1.4 nên chụp hình ban đêm rất là rõ, rất là sáng, không cần phải đèn nhiều. Sẵn tiện là có cái máy nè, đây. Đấy, máy này là A74 nha, A74 với lại con len nè, thấy không, thấy gọn ghê không. Cái máy của Sony á, được cái bây giờ nó thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Đây, nhà em xem đó, mấy bạn thấy không, nó dài, nó sẽ dài hơn cái con len này chút xíu, nhưng mà rất là nhẹ nha, rất là êm 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 tay. Nó có thêm một cái nút chỗ này nữa nè, đây cái nút chỗ này mình có thể dặn tới dặn lui, mình xoay đó, mình xoay đó. Hôm nay đó mình sẽ không có làm về chức năng, tại vì chức năng á thì có nhiều người làm rồi, mình chỉ làm là hiện tại là mình mua được những con len này. Thì đa số những con len này á, là mình mua là hàng xài rồi nha cả nhà, nhiều nhiều cái mình mua rất là rẻ. Giống như cái con len này nè, mình mua một bộ 3 món gồm con len này với lại hai món nữa có 5.000 thôi, nhưng mà mình bán hai cái món kia rồi cũng là camera len luôn là 5.000, là mình lời được con len này là mình lời được khoảng 2.000, 2.500 đó. Thì từ lúc mà 5 tháng gần đây á, mình mua rất là nhiều, ai bán rẻ là mình mua, ai bán rẻ mình mua rồi mình đăng lên bán lại thì kiếm lời, có con lời 200, 300, 500 đó, rất là nhiều. Đây cả nhà đó, đây thì mình vừa thay cái con camera này bằng con camera khác. Hiện tại mình đang có hai con camera nha, A74 với A7R5, thì đang quay bằng con A74 với con lens 24-70. Tại cho cái nhà xem hết mình hiện tại đang có máy nào á. Đây thì con này là con A7R5 nè đó, A7R5 đó. Thì mình thích cái con này, con này hiện tại giờ chụp hình là đỉnh luôn, rất là thông minh, nó sẽ lấy nét được mặt, được lưng, được hết người luôn. Với lại cái lens này mình rất là thích, 50 mình có thể chụp chụp đa dụng, chân dung phong cảnh cũng được. Mình chỉ cần ví dụ mình chụp phong cảnh thì mình để xa đẹp xíu, chân dung thì mình để gần gần đó, rất là tiện. Đây giờ cả nhà xem, con này là con lens nha, 50 1.4 đó. Đó, mình rất là thích con A7R5 này, tại vì con A7R5 này nó vừa thiết kế, nó vừa xoay lật nè, xoay lật có thể là selfie được luôn, với lại thiết kế nó có thể mở để chụp mình chụp những cái góc cao á, ví dụ như mình để về mình chụp nè đó, thấy không, thiết kế này rất là thông minh. Với lại nó xài hai cái khe thẻ CFA đó. Đó là những con len hiện tại mình đang có, bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem tổng thể nha. Đây đây là con A7R5 nè đó, những cái máy của mình là đều là line new hết á đó. Đó, con này là ok lắm nè.
Đó cả nhà, thì đợt vừa rồi cả nhà mình về Việt Nam thì mình so sánh giá cả máy camera ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đó, thì mình thấy giá ở Việt Nam cực kỳ tốt luôn. Ví dụ như những cái con này nè, hiện tại Việt Nam người ta bán mà line new luôn, mới luôn chẳng hạn, thì có hơn 2.000 đô một xíu thôi, nhưng mà bên Mỹ là tới 2.800 đô. Đó, ai mà mua camera thì mua ở Việt Nam á, giá nó ok hơn mà được bảo hành chính hãng luôn. Đó, cái giá bên Mỹ á, nó không có rẻ bằng nếu mà bạn mua mới, nhưng mà bạn mua cũ á thì được cái là nhiều khi á bạn trúng được những cái kèo á được rẻ hơn. Ví dụ như cái camera 7R5 này đi, đó cái giá ở Việt Nam hiện tại bây giờ là khoảng khoảng gần 3.000 đi, mình mua con này có 2.500 à. Đó, ở bên Mỹ là mình mua cũ á, còn mua mới con này là hơn 4.000. Con này nè, hiện tại giá của nó là 3.800 thuế này nọ nữa, ở Mỹ mà phải đóng thuế chứ, hơn 4.000. Đó, mình mua con này có 2.500 à, mà mua cũ mà nó người ta mới chụp có vài trăm tấm mà. Đó, con này á, cái người khi mà nhà sản xuất á, người ta nói là có thể sử dụng chụp 500.000 tấm luôn nha các bạn, 500.000 tấm là khá là nhiều quá. Đó, mà cái này mới được có mấy mấy trăm tấm mà còn rất là mới, hộp này nọ mình còn để đây nè. Đó, mình nghĩ sau này á mình sẽ bán hết đi, mình sẽ giữ lại cái con body này với cái ống kính này kèm theo vậy. Con kính này là đủ rồi chứ mình không có mua nhiều. Tại vì mình đã trải nghiệm hết rồi. Mình mua máy là từ tháng 7 tới bây giờ là mình trải nghiệm chắc là phải ba con A7R5 này rồi. Ba con mình mua ba con rồi, mình cứ mua, mình xài được thời gian, mình chán mình bán. Khi mà bán xong mình thấy là nó là quá ok đối với mình mua lại. Mình mua lại xong rồi có người ta trả giá cao, cao quá. Hôm bữa mình mua lại cũng có 2.600, 2.700 á. Người ta mua mình là 3.100, sơ sơ là 400. Đó. Còn cái ống kính này mắc cả nhà. Cái ống kính 50 1.4 này nè. Đó thì ở ở Việt Nam với Mỹ luôn, giá của nó không có xuống, giá nó không giảm. Mình mua con này được ống kính này 950, 950 thì người ta bây giờ mình thấy thị trường bán khoảng 1.000, 1.000, 1.100 đó. Ok thì nhưng mà ai ở Việt Nam á, mấy bạn mà ở Việt Nam á mà chơi camera thì giá ok lắm nha. Mình về Việt Nam mình định bán vài món mà cái giá mà mình bán còn thấp hơn mà ở Việt Nam người ta bán nữa, cửa hàng người ta bán còn rẻ hơn mình nữa, nên thôi đem lại về Mỹ bán có lời hơn đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, bye bye và chào tạm biệt.